Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VTV. Kế tiếp, Bích Phượng xin gửi đến quý vị chương trình của Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu phần trò chuyện với truyền đạo Phạm Ngọc Hạnh về những thắc mắc của một người mới tin Chúa. Bà hiện đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh Baptist Phục Hưng Fonchurch Virginia. Xin chào truyền đạo Hạnh. Thưa cô, có một khán thính giả gửi cho chúng tôi một câu hỏi như sau. Tôi thường đến dự các buổi thờ phượng tại một số nhà thờ trong vùng nhân ngày lễ Mother Day, Father Day, lễ Giáng sinh và cũng nghe các bài giảng của mục sư Trần Nhật Thăng trên chương trình phát thanh Con Đường Vĩnh Phúc. Tôi tin Chúa Giêsu và nhận Ngài là cứu Chúa của tôi. Tôi muốn Chúa tha tội cho tôi. Bây giờ tôi muốn chính thức trở thành một cơ đốc nhân, nhưng tôi không biết phải làm sao. Gia đình tôi chưa có ai tin Chúa hết. Tôi là một người rất e nhè, nhút nhát, không biết hỏi ai. Xin quý vị chỉ dẫn cho tôi. Xin cảm ơn. Thưa truyền đạo Hạnh, đây là thắc mắc của rất nhiều người. Họ đang theo một tôn giáo khác hoặc chưa có đạo gì. Bây giờ tin Chúa và muốn thành một tín đồ của Chúa, họ phải làm như thế nào? Xin truyền đạo Hạnh giúp đỡ bằng cách chỉ rõ những thủ tục như thế nào. Xin cảm ơn cô Hạnh nhiều. Chào cô Phương Nguyên. Yeah. Kính chào quý vị thính giả. Xin chúc mừng quý vị đã gửi câu hỏi này. Bạn đã làm một quyết định tối quan trọng thay đổi cuộc sống của bạn lúc còn ở thế gian và cuộc sống đời đời trên thiên đàng. Bạn hỏi, tôi tin Chúa và bây giờ tôi phải làm gì? Làm thế nào để bắt đầu cuộc hành trình với Thượng Đế? Có 3 điều quan trọng đó bạn cần phải làm. Thứ nhất, bạn cầu nguyện với Chúa. Bước quan trọng thứ nhất này là phải cầu nguyện với Chúa, tức là nói chuyện với Chúa. Nội dung gồm có 5 điều sau đây. Thứ nhất, bạn nhận biết mình là người có tội. Tội của tổ tông mình, tội từ lâu nay không thờ phượng Đức Chúa Trời mà lại thờ phượng các hình tượng khác và tội của chính mình giáp phạm. Thứ hai, thật lòng bạn phải hối hận, ăn năn. Thứ ba, bạn phải biết Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, đã giáng sinh làm người và chịu chết để huyết của Ngài rửa sạch tội lỗi của loài người. Thứ tư, tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Thứ năm, xin Chúa tha tội cho bạn và xin được làm con của Chúa. Bạn có thể cầu nguyện ngắn như sau. Lạy Chúa là đấng tạo hóa của vũ trụ, trời đất, mênh mông, là Chúa tể của muôn loài, muôn vật, trong đó có con. Con tên là A, B, một tội nhân đứng trước mặt Chúa, thật lòng ăn năn về những giáp phạm của con. Con tin Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, đã giáng sinh làm người để chết thay cho loài người. Xin Chúa nhân từ tha thứ tất cả tội của con và nhận con là con của Ngài. Xin Chúa giúp con sống tốt lành theo thánh ý của Chúa và xin Đức Thánh Linh từ nay dạy dỗ con, hướng dẫn con suốt cuộc đời còn lại của con. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thứ hai, sau khi bạn cầu nguyện như trên, bạn nên tìm một hội thánh của Chúa, nhà thờ gồm có những con người chung một đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Đó là nơi mối quan hệ thân hữu với nhau. Tôi khích lệ bạn nên tìm một nhà thờ tin vào Kinh Thánh trong khu vực bạn đang ở và nói với mục sư về niềm tin mới của bạn tiếp nhận Chúa Giêsu. Mục đích thứ hai của nhà thờ là dạy Kinh Thánh. Bạn có thể học cách áp dụng lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời vào đời sống của bạn. Hiểu Kinh Thánh là chìa khóa cho một cuộc đời thành công và một cuộc sống cơ đốc đầy năng lực. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị
dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Mục đích thứ ba của nhà thờ là thờ phượng Chúa. Thờ phượng là tạ ơn Đức Chúa Trời về tất cả những việc Ngài đã làm. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, chu cấp mọi nhu cầu cần thiết cho chúng ta. Làm thế nào mà chúng ta không thể tạ ơn Ngài? Đức Chúa Trời là thánh khiết, công bình, yêu thương, nhân từ và đầy ân điển. Trong Khải Huyền, chương 4 câu 11 cho biết: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng tôi, Chúa đang được vinh hiển, tôn quý và quyền lực. Vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là ý muốn của Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Thứ ba, dành một thời gian riêng biệt mỗi ngày cho Chúa. Điều này quan trọng cho chúng ta trong việc sử dụng thời gian hàng ngày dành cho Chúa. Một số người lựa chọn biệt riêng giờ sáng sớm, trong khi một số người khác chọn giờ buổi tối, dùng thời gian đó để làm hai việc. Cầu nguyện. Cầu nguyện là nói với Chúa về những điều mà bạn quan tâm hay là những khó khăn mà bạn đang gặp. Đức Chúa Trời cho bạn sự khôn ngoan và hướng dẫn bạn. Cầu xin Chúa cung cấp những nhu cầu của bạn. Đó là những gì mà bạn cần cầu nguyện. Thứ hai, đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh chứa mọi điều cần biết để sắp xếp cho cuộc đời của người tín hữu Cơ Đốc thành công. Kinh Thánh chứa đựng sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời để làm cách nào có quyết định khôn ngoan. Làm thế nào để biết ý chỉ của Thượng Đế? Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta để được đẹp lòng Ngài. Thưa cô, như vậy người tin Chúa phải trước hết tự cầu nguyện với Chúa và sau đó tìm một hội thánh để thờ phượng Chúa. Và việc thứ ba là cầu nguyện mỗi ngày và dành thời gian để đọc Kinh Thánh. Như vậy tôi thấy để trở thành một Cơ Đốc nhân không phải là một việc gì đó khó khăn. Tôi không biết một Cơ Đốc nhân có bổn phận hay trách nhiệm gì với Chúa và hội thánh hay không. Xin cô truyền đạo bổ sung thêm. Cảm ơn cô Phương Nguyên đã nhắc tôi. Dĩ nhiên, khi chúng ta tham gia vào một tổ chức hay nhóm nào, chúng ta cũng có những trách nhiệm tối thiểu, chịu lễ báp têm và dự tiệc thánh. Sau khi tin Chúa rồi, người tín hữu mới sẽ học một số giáo lý căn bản để sau đó chịu lễ báp têm. Từ ngữ báp têm nghĩa là dìm mình xuống nước. Hành động dìm mình xuống nước, giải bài việc bạn đồng chung với Đấng Christ. Việc ra khỏi nước cho thấy sự sống lại của Đấng Christ. Chịu lễ báp têm là xác định chính bạn đồng chết, chịu chôn và được sống lại với Chúa Giê-xu. Lễ báp têm không cứu được bạn. Lễ báp têm cũng không làm rửa sạch tội bạn. Lễ báp têm đơn giản là thông báo công khai về đức tin của bạn trong Đấng Christ. Sau khi làm lễ báp têm rồi, bạn sẽ tham dự tiệc thánh tại hội thánh mà bạn đang thờ phượng. Thứ hai là dâng hiến. Khi chúng ta nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của mình, điều này đồng nghĩa với câu nói những gì chúng ta có từ nay thuộc về Ngài. Vì vậy, nhờ học Kinh Thánh, người Cơ Đốc nhận biết rằng Đức Chúa Trời là chủ của muôn vật, chúng ta chỉ là quản gia, người được Chúa giao cho để sử dụng khi Chúa vắng mặt, nghĩa là những gì chúng ta có thật ra là điều của Chúa cả. Dâng hiến trong ngày Chúa Nhật là tự nguyện, tự do, cá nhân của bạn. Hội thánh không bó buộc chúng ta phải dâng hiến là bao nhiêu. Nhưng Chúa Giê-xu quan sát hội thánh dâng hiến. Chúa Giê-xu không nói đến luật dâng 1/10. Nhưng điều Ngài muốn nói là hình ảnh của người đàn bà nghèo dâng 2 đồng xu đã làm Chúa vui lòng. Chúa phán, vì mỗi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Trong Tin Lành Mác chương 12 câu 44. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình có giới hạn, chúng tôi xin tạm dứt cuộc trò chuyện với truyền đạo Hạnh tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúng tôi xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vui thỏa, bình an. Kính chào quý vị. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày, lời Ngài là sức sống,
con luôn tin kính mến. Lạy Chúa thân con mong tìm thánh nhân tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Mùa hè sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nhiệt đới của Việt Nam. Ngoài ra, vườn còn có nhiều loại bonsai và cây cảnh, đặc biệt nhất là mai vàng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Quý khách nên order cây từ bây giờ đến cuối tháng 10 để tránh việc gửi cây vào mùa đông. Vườn mai vàng chuyên cung cấp sỉ và lẻ, hàng sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, nếu quý vị muốn làm đại lý của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Mai Vàng Florida 941-301-9251, 941-301-9251. Mừng lễ độc lập Hoa Kỳ, Telethon tưng bừng đại hạ giá đến 80% off, trả góp đến 5 năm không cần tiền nào, không tính tiền lời. Inada Michael Che làm tại Nhật tốt nhất thế giới 147 đồng mỗi tháng. Grand Best Temple Pedic 133 đồng mỗi tháng. Nệm bơm ngựa Virtuoso Maniflex Italy 150 đồng mỗi tháng. Nệm Manistress thư giãn cuộc sống trị đau lưng 2999 đồng. Bàn ăn giường ngủ sofa da made in Italy 35% off tặng TV, karaoke Bose máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng. Ghế Cozia massage kiểu Thái bấm huyệt lòng bàn chân 3.999 đồng. Sony 40 inch 348 đồng, 48 inch 468 đồng. SBR 4K 55 inch siêu mỏng 998 đồng. SBR 4K 85 inch 7.888 đồng. Sambu dược thảo made in Korea 25 đồng một hộp 3 chai. Nồi smart cook đa năng bớt 150 đồng. Chảo truy đi đại hàng. Nồi thủy tinh cao cấp của Pháp. Nồi cơm điện làm tại Nhật 15% off. Telethon 703-237-8999. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VTV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.